Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi Côn Đảo nha các bạn. Mời các bạn đến xem một clip này của mình. Đó, hôm nay mình đi tàu đỏ nha. Đây là tàu đỏ nè. Rồi. Đi trong đoàn của mình cũng đi đông lắm nha các bạn. Nhưng mà mình hai vợ chồng mình thì đi riêng, đi bằng xe Honda vượt xuống dưới thị trấn Trần Đề. Côn Đảo 9 giờ, 10 giờ đó, rồi. Tại Cái Sơ vậy thôi ha. Rồi, mời các bạn tiếp tục Trần Đề Côn Đảo. Cũng đông lắm nha các bạn. Đoàn của mình đi tới 41 người hết tất cả. Chỉ có hai vợ chồng mình đi riêng thôi. Mình đi xuống dưới này rồi gặp đoàn Tháp Tùng luôn. Mà chị thấy giờ livestream dưới đó. Chuẩn bị lên tàu nha các bạn. Cũng gần 7 giờ. Tàu mình xuất bến thôi. Bây giờ là đúng 7 giờ rưỡi nha các bạn. 7:30 tàu đã xuất bến. Rồi mời các bạn tiếp tục với clip này của mình. Rồi bây giờ mình lên bon các bạn. Lên bon tàu. Rồi, đi ra ngoài này coi, tham quan chơi trong ngoài tàu luôn nha. Wow, làm mở cửa rồi. Trên này quá nhồi nha, nhồi dữ lắm nhồi.
thầy còn đứng nổi hả thầy? Xong quá lắc các bạn ơi. Chị là không sai á, mà chị còn mệt á, định lên thang. Đúng rồi thiệt. Quá dữ luôn. Còn nãy tôi vẫn xếp đấy, tôi vẫn xuống. Không được đâu, vẫn mãi bởi vì tôi xuống đây anh vô. Trời ơi, thầy sức mồ hôi không mồ luôn. Mồ luôn quá. Tôi tưởng té chỗ đó đó. Rồi. Còn quá dữ luôn. Cũng cái chỗ đó. Đang xuống rồi kìa. Kìa mà còn lấy thẻ đó. Quá lắm các bạn. Xử lý cái này thì mình nói thẳng với các bạn nghe, thì phải cẩn thận một xíu. Những người nào say sóng cảm thấy chịu không nổi thì mình khuyến cáo không nên mạo hiểm nha. Nó hơi lắc dữ lắm. Mình đây là cũng đã quen về tàu về đó, nhưng mà cái này mình còn hơi găng nữa nè. Rồi các bạn có trải nghiệm thì các bạn hãy chuẩn bị tinh thần một chút xíu em. Đi trên đảo, đi côn đảo, đi trên tàu cao tốc này. Rất là thú vị, rất là thú vị luôn. Tại vì cái tốc độ của mẹ nó làm cho chiếc tàu mình nó ta sốc nó mạnh lên. Ôi là hả, cắt đầu như chơi. Đi không dẫn là cắt đầu. Tụi mình cũng có đi mấy cái tàu ở trên ở đảo Nam Du với đảo Phú Quốc các bạn, mà không có lắc bằng như đi cái này. Quá lắc mình còn muốn mệt. Đừng nói tới phụ nữ, cũng quen đi tàu, ghe, xe, cổ, máy bay cũng đã đi rồi, mà cái này hơi cảm thấy nó sức mồ hôi. Đấy, các bạn hãy trải nghiệm với mình đi trên biển. Là bà cụ bỏ ba cái bọc luôn, bà già tối ào 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 già khác. Bởi vậy bà ối hào hào vậy đó mà càng ca. Bởi vậy bây giờ dễ có một ca sĩ nào mà hát lên cả hội trường được ối hết. Thật ơi, chỉ có một thầy lắm thôi. Bởi vì tôi nên nói, nếu mà nói ra là tôi đạt kỷ lục y nét đó. Một vị ca sĩ mà hát lên tất cả đều ối. Ối không à? Ối không, không ai dám vỗ tay hết. Bấm miệng mà ối. Mà tôi cũng muốn ối, tôi hát để tôi chấp ối. Trời, đã tới cảng nè các bạn, tới côn đảo rồi, coi như sợ quá, mình mà còn vất vả luôn, quá dữ. Đi. Thôi lên đường. Cái bà kia mới nói là tôi khỏe dữ lắm, tôi chưa bao giờ tôi lấy cái bị gì hết trơn, phải đưa lên ngón tay nè. Bà mới vừa nói cái giật cái bọc của đĩa là cua ra để đổi đưa cái bọc tiếp. Chưa đầy một phút. Rồi thôi lên nha các bạn, đã tới bến Côn Đảo. Giờ này chắc lẽ mình cũng xin kết thúc clip này của mình ở đây nha. Mời các bạn hãy tiếp tục với clip này của mình ở trên côn đảo này. Tại vì clip này của mình cũng hơi dài các bạn. Các bạn có thích các bạn hãy bấm cho mình một like và nhớ subscribe kênh của mình nữa nhé. Rồi. Rồi, đeo khẩu trang chưa các bạn? Lên bờ là phải đeo khẩu trang. Xem. Rồi. Xin cảm ơn. Rồi, tới bờ rồi nha các bạn. Rồi, xong. Rồi. Đầu của mình. Rồi, ối te tôi hết trơn. Sò lính hết trơn rồi. Thôi, mời các bạn tiếp tục với clip kế tiếp nha. Ở trên côn đảo này mình xin kết thúc clip ở đây nhé. Rồi đây toàn cảnh. Xin chào côn đảo. Xin chào.